Chào các em, chúng ta tiếp tục giải nít số 3 Olympic của khối lớp 9, vòng số 8. Chuẩn bị thi vòng trường các em nha. Đừng có để rớt vòng trường là chắc thầy trò mình không có gặp nhau nữa, chán lắm ha. Tham gia khóa học V91 buổi nguyên luận của Press chúng con để lấy kiến thức chắc chắn hơn. Đừng để rớt vùng trường các em nha. Vô đây đăng ký khóa V91. Chọn các ô có giá trị bằng nhau. Thầy dùng tờ nháp thì lưu lại kết quả. Bằng nhỏ nhạc trên kia lại. Rồi. Cái này đi nhanh luôn đi các em. Trời, hỏi giống hỏi nít vậy trời. X trừ 35 bằng 0, x bằng 35. Này, x bằng 7 nè. Căn x bằng căn 7 thì x sẽ bằng 7. Này 0,02, xin lỗi 0,2, nó đây. Giá trị nhỏ nhất. Cái này có nghĩa, cái này ở nít số 2 thì giải rồi kia nhé. Là x sẽ là bằng 3/2 đó. Đây, trở lại nít số 2 gì đó, số 1 gì đó, thầy không nhớ nữa. Cái này các em bình phương lên thì nó bằng 1/9 nè. Cái hai này đi với nhau. Dấu trừ ở ngoài ngoặc đơn ha. Đi với cái này. 35, trời ơi, hỏi giống hỏi lớp 6 vậy. Rồi, cái này các em dùng kỹ thuật V91 để giải luôn. Rồi, đáp án nó sẽ ra là, rồi, 82. Cái này thì không thể bằng 2015, đúng không? Rồi, cái này đi với 3,1. Rồi, mấy cái này kem bấm máy là xong hết đó mà. Rồi, ta không cần nháp luôn. What? 108 giây, quá nhanh. Bài thi số 2, vượt chướng ngại vật. Coi có bài nào khó không? Trên x1, x2 mình gặp cũng mấy câu dễ quá. Trời đất, cái này kênh bấm máy cái là ra liền mà. Thích biến đổi bằng tay cũng được thôi. Đây bằng 4 game. Trời đất, sao dễ vậy trời. Hôm qua thầy nhớ thầy làm toàn đề khó không mà. Cái này khỏi bấm máy luôn. 5 rút gọn 5, 2 rút gọn 2, vậy là 2 trừ 1 bằng 1. Đề bằng 1 bằng 2 bằng 3 thì khó quá trời. Lên đây đề dễ. Có vẻ khó nè. Rồi bài này các em dùng kỹ thuật V91 thì cũng giải được thôi ha. Tìm được giá trị nhỏ nhất nè, thì dùng kỹ thuật mà thầy đã dạy, kỹ thuật tìm minh mất ở trong V91 thì tìm mấy cho nó nhanh ha. Giá trị nhỏ nhất phải không? Rồi, giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu? Giá trị nhỏ nhất là bằng -2 các em. Giá trị nhỏ nhất là bằng -2 luôn. Hết. Càng ngày càng tăng. Thì cũng đúng thôi, cái căn này thì nó thấp nhất là nó bằng 0 nè. Thì lúc nó thấp nhất là bằng 0 thì nó cả cái A lớn nó bằng -2. Còn ngoài ra cái này nó sẽ dương đúng không? Dễ quá. Rồi, ta dùng kỹ thuật ở trong khóa học V91. Ta bấm nhanh luôn nè.
không kìa. Bằng không. Nếu em biến đổi bằng tay nó cũng ra không thôi ha. Rồi cái này ở trong khóa học V91 thầy cũng có dạy cái loại về định lý Bayes này ha. Này là nâng cao của bọn lớp 8 thôi. Tìm A để cho nó chia hết. Thì các em sẽ tính giá trị của đa thức này lúc x bằng 1 thôi. Và nó sẽ bằng 0 ha. À cả cái đa thức này bằng 0 này. Số 1 sẽ là nghiệm của đa thức này luôn. Này thì giải ở ngoài nháp cho các em dễ hình dung. Như vậy đa thức này chia hết cho đa thức này thì nghiệm của đa thức x trừ 1 bình cũng là nghiệm của đa thức này ha. Vậy ta có a nhân 1 mũ 4 nè trừ cho 4 nhân cho 1 mũ 3 nè rồi cộng cho 1 là bằng 0. Các em tham gia khóa học V91 nha, sẽ hiểu rõ hơn. Những em nằm trong đội tuyển toán thì quá ok rồi, còn những em mà nằm ở tay ngang á, đội lý hay đội hóa, đội sinh, đội anh văn gì đó thì phải tham gia khóa học đó thì mới mong hiểu được. Trừ 4 cộng 1 là bằng trừ 3, chuyển qua kia là bằng 3 thôi, A bằng 3 các em nhé. Xong hai vòng. Hình như nhanh quá à. Mình tại mình gặp đề dễ kìa. Ở hiền thì gặp lành thôi. Tôi ở hiền là tôi gặp lành, tôi gặp đề dễ không à. Trong khi đó tôi lại muốn gặp đề khó. Nhưng mà đi thi tôi lại thích gặp đề dễ à. Chắc các em cũng giống thầy đúng không? Khổ nỗi đi thi không gặp đề dễ mà gặp toàn đề xương không à. Rồi. Ôi trời đất, đúng dễ luôn. 9 rút với 3 ra 3 x 2 là 6. 6 trừ 2 thì bằng 4. Khỏi máy tính luôn. Cái này ở nít trước thầy có giải rất kỹ, nít số 2, số 1 gì đó. Chỉ cần m khác khác 3 là được ha. M khác 3 là cái phương thức đó nó xác định và hệ số A khác 0. Trời ơi toàn câu dễ không vậy trời. 4 trừ căn 7. 4 trừ căn 7. Đi thi mà gặp mấy con này thì ok rồi. Số lớn nhất đẩy mấy cái số ngoài căn vô game, dùng phép biến đổi đưa thừa số vào trong căn đó, ha. Đây là căn 12 nè, cái này căn 10 nè, cái căn 18, vậy 3 căn 2 là lớn nhất ha. Rồi cái này thì mình đưa vô cùng một căn rồi mình rút gọn thôi. Đưa vô cùng căn nè. Căn của 16 A mũ 4 B mũ 6 128 A mũ 6 B mũ 2. Rồi rút gọn các em. 16 mà đổi với 12 thì chia cho 4, ở trên 4 ở dưới 3. A mũ 4 rút với A mũ 6 vậy ở dưới còn A mũ 2. B mũ 2 rút với lại B mũ 6 vậy ở trên còn B mũ 4. Rồi giờ mình lại đưa ra ngoài căn. Đưa thừa số ra ngoài căn. Thì 4 ra ngoài thành 2. B mũ 4 ra ngoài sẽ thành B mũ 2. Còn ở dưới là rút A ra ngoài là thành giá trị tuyệt đối của A nè. Nhân cho căn 3. Đó. Mà A nó lại âm đề cho kìa. Như vậy ta có là 2B bình. A âm thì chỉ đối A là bằng trừ A căn 3 ha. Đây là đáp án cuối cùng nè. Hình như thầy làm sai rồi. 128, 16 rút gọn với 128 là thầy rút gọn sai rồi. Thầy tưởng là 16 phần 12, 16 phần 128 là bằng 1 phần 8, xin lỗi các em nha. Đây là hết rồi, còn 1 dưới đây còn 8 nè. Vậy đây là B bình thôi. 8 thì đưa 4 ra ngoài là còn 2.
ở trong là còn 2x. Trừ 2a căn 2 b bình b bình trừ b bình trên 2 căn 2a. Đây kìa. Trời đất, toàn câu dễ không à. 3 căn 19 là 3 bình là thành 9 nhân 19 á. 171. 4 4 đưa vô là 16 nhân 11. 176. 5 bình là 25 nhân 7. 175. Vậy là 3 3 19 5 7 4 11. 39 57 41 đây nè. Cái này thì cũng đơn giản thôi. Căn của 21 trừ 8 căn 5. Giờ đề vòng này dễ quá. Trừ cho căn của 21 trừ 4 căn 5. Đáp án sẽ ra là 5 trừ 3 căn 5 đây. Cái này mình rút gọn bằng tay hoặc là bấm máy nếu lười ha. Đi thi mà gặp cái này chắc 200 300 điểm hết rồi. Kết quả bằng 1 kìa. Bằng 1. Bài này có vẻ khó ha. Rồi thầy sẽ biến đổi bài này bằng toán học tường minh luôn. Thì sắp tới thầy sẽ mở các cái khóa học phục vụ cho thi ở lớp kem nhé. Giống như là học thêm trên mạng á. Thầy sẽ gửi bài giảng song song với cái quá trình kiến thức học của các em ở trên lớp. Rồi chúng ta sẽ ôn thi học kỳ 1, ôn thi học kỳ 2, rồi ôn thi lớp 10, thi lên cấp 3 công lập và thi vô trường chuyên các em nhé. Rồi nếu có hứng thú thì các em sẽ tham gia trang web của thầy buongluon.wordpress.com. Bây giờ thầy sửa nhanh cái bài này bằng cơ sở toán học luôn. Rồi. Tìm giá trị nhỏ nhất. X thầy trừ thêm 1 đi. Là thầy vừa tự tiện trừ thêm 1 kem nhé. Vậy thầy phải cộng lại 1 để nó bằng như cũ ha. Cộng 1 thôi. Cái bên cạnh cũng vậy. X trừ 1 rồi cộng cho. Rồi cuối cùng các em thấy, nếu lanh trí thì thấy ở trong này là một cái hàng đẳng thức nè. Trong cái dấu căn lớn đó sẽ là hàng đẳng thức. Nó chính là hàng đẳng thức gì? Căn X trừ 1. Căn X trừ 1 trừ 1 tất cả bình. Vừa phải thôi. Đây là cộng. Vừa phải thôi nha. Rồi tiếp tục. Bằng giá trị tuyệt đối của căn x trừ 1 trừ 1 cộng cho bên này là cộng 1 ha. Rồi bây giờ các em coi giá trị tuyệt đối. Nó ra tổng hai giá trị tuyệt đối thì các em biết rồi. Tổng hai giá trị tuyệt đối thì nó sẽ lớn hơn bằng giá trị tuyệt đối của tổng ha. Ở trong khóa học V91 là thầy có nói, có dạy về cái loạt hàng đẳng thức. Bất đẳng thức này. Giá trị tuyệt đối của A cộng giá trị tuyệt đối của B thì lớn hơn bằng giá trị tuyệt đối của A cộng B.
Đó, dùng cái này thôi. Vậy bây giờ cái này là thành gì? Giá trị tuyệt đối của căn x trừ 1 thì cũng bằng giá trị tuyệt đối của 1 trừ căn x trừ 1 thôi. Giá trị tuyệt đối của một số sẽ bằng giá trị tuyệt đối của số đối của nó. Bây giờ nó sẽ lớn hơn bằng giá trị tuyệt đối của tổng. Tức là giá trị tuyệt đối của cái tổng hai cái biểu thức này ha. Cộng cho bên này nữa. Rồi ở trong cái giá trị tuyệt đối tổng đó thì các em thừa biết rồi. Nó sẽ bằng 2 đúng không? Vậy cả cái này lớn hơn bằng bằng 2. Hai này triệt tiêu nhau nè. Cùng 1 cộng 1 là ra 2. Hiểu chưa? Như vậy là giá trị tuyệt đối sẽ bằng bằng 2. Kiểm tra lại bằng kỹ thuật tìm minimax ở trong khóa học V91 bằng máy tính của thầy thử coi. Đúng kìa, giá trị nhỏ nhất là bằng 2 luôn. Tất cả các kỹ thuật đều đưa về đáp án là bằng 2 hết. Dạy các em nhé. Rồi. Nhớ trang web của thầy là buinluanquadcrest.com. Sắp tới thầy sẽ ra khóa học V92 phục vụ cho thi viên bích ở cái mảng hình học. Ở mảng hình học các em nhé. Các em cố gắng theo dõi để thi vòng trường cho nó tốt, cho nó đậu đã. Vòng trường đậu rồi mình ăn Tết nó khỏe re, rồi qua qua Tết cái mình thi vòng huyện, vòng tỉnh. Và khối chính này thì nó có vòng quốc gia nữa, thầy rất là khoái cái vòng quốc gia này ha. Thì nếu em nào mà lọt được vô tới cái vòng tỉnh đó thì thầy sẽ luyện cho kỹ càng hơn nữa ha. Để có thể đạt được huy chương, ít nhất là huy chương bạc, huy chương đồng nó của kỳ thi quốc gia. Huy chương vàng thì không dám nói nha, tùy các em nữa. Chứ thầy giảng một đàn các em không tiếp thu nổi thì cũng cũng chịu thôi. Rồi bài tập cuối cùng coi có khó lấy gì không. À, bài này thầy giải ở nick nick trước rồi. Nick số số 2 á. Các em trở lại nick số 2 coi. Cuối cùng là nó ra là x và y đều là bằng 0 hết. Trở lại nick đó mà xem nha. Rồi nhớ trang web của thầy đây. Thầy cũng cảm ơn rất là nhiều bạn học sinh ở trên toàn quốc đã tham gia cái khóa học của thầy một cách rất là nhiệt tình. Hiện tại là học sinh của thầy là đã có mặt ở ở 49 tỉnh thành, 50 tỉnh thành. Chỉ còn thiếu cỡ mười mấy tỉnh thành nữa là đủ toàn quốc luôn ha. Chứng tỏ kiến thức của thầy đã được lan tỏa và được các em chấp nhận. Thì thầy rất là vui và hạnh phúc. Một giáo viên dạy toán mà được học sinh chấp nhận như thế thì thầy rất là vui ha. Cảm ơn các em nhiều ha. Hẹn gặp lại ở các cái nick tiếp theo. Ở các vòng thi tiếp theo và các khóa học tiếp theo. Rồi, tạm biệt các em. Nộp bài. Bye bye. Ngủ ngon nha.